Tiếp tục thông tin về cơn bão số 15. Vào hồi 7 giờ sáng nay, thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong vòng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Và đến 7 giờ ngày 21 tháng 12, thì vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa lớn khoảng 330 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, thì khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.